trời để cho chúng mình được chống được tiếp tục và chúc phước cho bạn và bình an để đảm bảo cho sự an toàn của chính các bạn chúng ta và khi được chúc chọn đến đời toàn thể của chúng ta cũng cùng một cái chỗ ngồi và để buổi lễ tân hôn của bạn sẽ được diễn ra bằng cách thắp hết đóng mát nhất trong sự có mặt của chính các bạn chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay.